Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính sách nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Thưa quý vị, theo ChinaNews.com, Tây An ngày hôm qua cho biết vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày hôm kia, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra bên cạnh làng Cổ Xuyên, thị trấn Triều Ngư, huyện Bảo Kê, phía Tây ở cuối đồng bằng Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây. 8 dân làng địa phương bị chôn vùi, đội cứu hỏa Bảo Di vội vã đến hiện trường để giải cứu. Hiện có 5 người đã được cứu sống, 3 người đã tử vong. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm kia, một vụ lở đất quy mô lớn đã xảy ra gần làng Cổ Xuyên, thị trấn Triều Ngư, quận Vị Tân, thành phố Bảo Di. Vào thời điểm đó, tại hiện trường, một chiếc xe ba gác máy đã rơi xuống hố bùn, người lái xe ba gác và 7 người dân địa phương đẩy xe bị vùi lấp dưới lớp đất sạt lở. Sau khi trận lở đất xảy ra, lực lượng cứu hỏa địa phương, công an, y tế và các bộ phận khác đã nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu. Theo Dương Vĩnh Đào của đội cứu hỏa Bảo Di, cùng các nhân viên cứu hỏa đã cẩn thận dùng xẻng xúc một phần đất, chủ yếu bằng tay vì họ lo lắng rằng máy móc lớn sẽ làm tổn thương những người bị chôn vùi. Đồng thời, lực lượng cứu hỏa cũng thiết lập các chốt quan sát để quan sát sạt lở sẽ gây ra các thảm họa thứ cấp. Đến trưa, toàn bộ 8 người bị vùi lấp đã được đào lên. Khi được giải cứu, 3 người đã tử vong và 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện điều trị. Vào cuối tháng trước, đặc biệt là từ tháng này, do thời tiết mưa liên tục, miền Trung và miền Đông Tứ Xuyên, miền Trung và miền Nam Thiểm Tây, hầu hết Hà Nam, miền Nam và miền Đông Cam Túc, miền Nam Sơn Tây, miền Trung và miền Tây Sơn Đông, cũng như Hồ Bắc, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và các tỉnh, thành phố khác đã có 3 trận mưa lớn liên tiếp ở một số khu vực. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở 2 con sông và một lưu vực sông, hơn 40 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam và các tỉnh, thành phố khác đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Lũ thượng lưu sông Hàn trong 20 năm và lũ lớn nhất ở sông Vị kể từ năm 1981. Mưa kéo dài so với cùng kỳ các năm trước, lượng mưa nhìn chung tăng, có nơi lượng mưa lên tới 430-500mm. Sông Khúc Giang và sông Ngô Giang trong lưu vực sông Dương Tử có 14 sông ở hạ lưu, một số sông nhánh ở thượng lưu sông Hàn, trung lưu sông Ngụy Hà, trên lưu vực sông Hoàng Hà đã xuất hiện lũ trên mức cảnh báo của đập Tam Hiệp tăng lên 161,63m, vượt mực nước giới hạn lũ 16,63m. Mực nước hồ chứa Đan Giang Khẩu tăng lên 155,96m, cao hơn mực nước giới hạn lũ 3,46m. Lũ sông Ngụy Hà ở Thiểm Tây đã vượt qua Lâm Đồng và mực nước ở huyện Hoa Châu đã tăng lên 342,43m vào lúc 12 giờ ngày hôm kia, vượt quá mực nước cảnh báo 1,93m. Mưa lớn liên tục gây ra thảm họa địa chất, nhiều vụ sạt lở đất xảy ra ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Hơn 30 người thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ sạt lở đất Ba Kheo ở Tây An, Thiểm Tây. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, khi công tác ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 3 kết thúc, 11,23 triệu người tại 2.340 xã, thị trấn thuộc 189 huyện thuộc 11 tỉnh bị ảnh hưởng, 97 người chết, 21 người mất tích và 1,93 triệu người phải di rời khẩn cấp. 170.000 ngôi nhà bị sập, 408.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, 17 thành phố trên cấp huyện bị ngập lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 21,115 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại kinh tế của các công trình thủy lợi là 2,779 tỷ nhân dân tệ. Tại Tứ Xuyên, từ 20 giờ tối ngày thứ 6 tuần trước đến 8 giờ sáng ngày thứ 2 vừa qua, lượng mưa lớn nhất tại một số khu vực của Tứ Xuyên vượt qua 452mm, gây lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ mùa lũ năm nay. Lũ lụt đã khiến 30 quận và khu đô thị ở 10 thành phố của tỉnh bị ảnh hưởng với mức độ khác nhau, 18 người chết do thiên tai, 16 người mất tích. 988.000 người phải di rời khẩn cấp, 18.000 hộ gia đình và 62.000 ngôi nhà bị sập, diện tích là 29.000 ha. Tại Ba Châu, 13 người chết và 10 người mất tích, trong đó huyện Nam Giang có 6 người chết và 9 người mất tích, huyện Thông Giang có 5 người chết và 1 người mất tích.
huyện Ba Châu có 2 người chết. Trước đó, Ba Châu và Đại Châu bắt đầu có mưa lớn từ Nam chí Bắc vào sáng sớm, mực nước ở lưu vực Bạch Hà và Khúc Giang tăng mạnh. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư, hơn 5.000 con lợn trong trang trại lợn Huệ Sương ở quận Ba Châu đã bị lũ cuốn trôi và trang trại này thiệt hại ít nhất 20 triệu nhân dân tệ. Chiều ngày thứ Tư, đỉnh lũ đi qua huyện Bình Sương, mực nước lũ là 306,6m, kỷ lục cao nhất kể từ năm 1847. Vào ngày thứ Năm, lúc 2 giờ 30 phút chiều, nước lũ đi qua quận lỵ của quận Kiên San đạt mực nước 25,5m và 2/3 quận lỵ bị ngập. Cùng ngày, Lạc Minh Bưu đến từ Trùng Khánh vô tình rơi xuống nước từ thị trấn Sài Long, huyện Ye Chi, Tứ Xuyên và được cứu tại làng Kim Long, thị trấn Tương Long, quận Hợp Xuyên, tỉnh Trùng Khánh. Vào hôm thứ Sáu, 80% khu vực đô thị và 27 thị trấn ở quận Khu bị ngập lụt, 52 thị trấn ở thành phố Vạn Nguyên bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Tại Thiểm Tây, từ gần 20 ngày qua, lượng mưa trung bình ở tỉnh Thiểm Tây là 244,6mm, giá trị cao nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1961. Tính đến 10 giờ sáng ngày hôm kia, tổng số 4,4125 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 50 người chết do thiên tai, 8 người mất tích, 485.500 người phải di rời khẩn cấp, 25,63.000 hecta hoa màu bị tàn phá, thiệt hại về kinh tế là 5,728 tỷ nhân dân tệ. Vào tuần trước, một trận lở đất quy mô lớn đã xảy ra tại quận Bá Kiều, thành phố Tây An. Tính đến 17 giờ chiều ngày hôm kia, xác nhận đã có 27 người thiệt mạng và 5 người vẫn mất tích. Vào lúc 23 giờ 40 phút đêm cùng ngày, tại thôn Lạc Gia Nguyên, quận Kim Đài, thành phố Bảo Kê, một vụ lở đất đã xảy ra. Hai người từ một nông trường ở tổ 5 của thôn Lạc Gia Nguyên đã bị chôn vùi và tử vong sau khi được giải cứu. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại làng Kim Đài, quận Kim Đài, thành phố Bảo Kê. Ba người bị chôn vùi và được giải cứu thành công. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày hôm kia, một trận lở đất quy mô lớn cũng đã xảy ra cạnh làng Cổ Xuyên, thị trấn Triều Ngư, huyện Bảo Kê. 5 người dân trong làng bị chôn vùi và tất cả đều được giải cứu, 3 người thiệt mạng. Tại Hà Nam, kể từ tháng này, thời tiết mưa thường xuyên ở tỉnh Hà Nam, sông Yiluo, sông Bạch Hà, sông Sa Hê và sông Đan Giang đã liên tiếp bị ngập lụt. Trong số đó, sông Yiluo nghiêm trọng hơn, nhưng nó chưa đạt đến mực nước giới hạn trong mùa lũ và không có mối đe dọa lớn. Dòng chảy của đoạn Tam Môn Hiệp của Hoàng Hà đã đạt tới 5.100 mét khối mỗi giây và hồ chứa Tiểu Lãng Đề cũng đã vượt quá mực nước giới hạn lũ. Dòng chảy của trạm Hoa Viên Khẩu của Hoàng Hà là 3.120 mét khối mỗi giây, tức là trong phạm vi an toàn. Tại tỉnh Hà Nam, 70.000 người bị ảnh hưởng, 1.500 người phải di rời và tái định cư, thiệt hại trực tiếp 140 triệu nhân dân tệ. Vào buổi tối ngày thứ Hai tuần trước, một vụ lở đất đã xảy ra gần cầu Mỹ Diêu Hà tại km 289+080 ở ngã ba Sơn Tây và Hà Nam trên đường cao tốc Trường Cát. Vào ngày thứ Ba, do mưa liên tục, tuyến đường xuống của đường sắt Long Hải ở Hà Nam đã bị gián đoạn, gây ra sự chậm trễ lớn cho các chuyến tàu. Vào ngày thứ Tư, do nhiều ngày liên tiếp, vào lúc 12 giờ đêm, cây cầu dành cho người đi bộ ở km 733 thuộc đoạn Lạc Dương của đường cao tốc Liên Hoa đã bị sập, không gây thương vong. Tại Cam Túc, từ tuần trước, huyện Lương Bằng và huyện Huệ ở Long Nam xảy ra mưa vừa đến mưa to, xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại km 2393+700, cao Chu Tử trên quốc lộ 316, toàn bộ nền đường bị sập và giao thông bị gián đoạn. Đến sáng ngày thứ Tư, trên đoạn đường bị sụt lún bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Đến ngày thứ Năm, nền đường tiếp tục bị sụt lún, độ sâu sụt lún lớn nhất lên tới 2,9m và có nhiều điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 17 giờ ngày thứ Hai tuần trước, cũng có một vụ lở đất xảy ra trên đường cao tốc Ngưu Bắc cách cầu Bàn Cát Trại khoảng 100m về phía đông ở quận Mai Ký, thành phố Thiên Thủy trên quốc lộ 310 nhưng không có thương vong nào được báo cáo. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày thứ Bảy, một vụ lở đất đã xảy ra ở Võ Long Câu phía bắc làng Triệu Trang, thị trấn Tín Dương, quận Maji, thành phố Thiên Thủy và khoảng 400.000 mét khối đất đã đổ sập xuống. 40 mẫu vườn cây ăn trái ở làng Triệu Trang nhưng không có thương vong nào được báo cáo.
Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi thời tiết đối lưu mạnh, thành phố Hán Trung đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ tối ngày thứ Tư. 11 quận và huyện trong thành phố nói chung bị ảnh hưởng, với hơn 100.000 người bị ảnh hưởng và thiệt hại là 200 triệu nhân dân tệ. Chiều hôm qua, trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố Hán Trung cho biết, bắt đầu từ ngày thứ Tư, thành phố Hán Trung sẽ có mưa vừa đến mưa to, các quận khác và mưa lớn cục bộ xảy ra ở Nam Chính, Tây Hương và Lạc Dương. Theo giám sát của các sở kiểm soát lũ và thủy văn, tính đến 13 giờ hôm qua, 115 trạm ở Hán Trung đã có lượng mưa, trong đó 25 trạm có lượng mưa tích lũy trên 110mm, 65 trạm có lượng mưa tích lũy từ 50-100mm và 65 trạm có lượng mưa tích lũy nhỏ hơn 50mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, đã có 26 trận lũ lụt ở thành phố Hán Trung với tốc độ dòng chảy cao hơn tốc độ dòng chảy được báo cáo. Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, một trận lũ vượt mức đảm bảo đã xảy ra ở sông Tam Hoa Thạch, Lãnh Thủy với lưu lượng tối đa là 836 m3 mỗi giây. Trong trận mưa này, Thạch Môn, Hồng Si Ba, Liên Hoa Thạch, sông Nam Sa và các hồ chứa khác đã vượt quá mức nước giới hạn lũ và hồ chứa Xi Men đã mở một lỗ lớn để xả lũ. Các hồ chứa khác vượt giới hạn lũ cũng tăng cường xả nước, hạ thấp mực nước. Lượng mưa lớn khiến 11 quận huyện ở Hán Trung bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê sơ bộ, 103.300 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại thành phố Hán Trung, 4.899 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, 18 người chết do thiên tai và một người mất tích là Tôn Quý Anh, nữ 80 tuổi, dân làng ở làng Đường Gia Câu, huyện Lạc Dương bị lũ cuốn trôi khi qua sông, hiện đang tổ chức trục vớt. Có 1.400 ngôi nhà bị sập, 73.035 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 13.725 ha bị thiệt hại, mưa lớn cũng khiến 9 doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất. Sạt lở đất xảy ra nhiều nơi tại Trấn Ba trên quốc lộ 210 và Lạc Dương trên tỉnh lộ 309, giao thông bị gián đoạn. Ngoài ra, 37 con đường nông thôn, quận và thị trấn ở thành phố Hán Trung bị hư hại, giao thông buộc phải gián đoạn, liên quan đến tổng cộng 13 thị trấn. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 200 triệu nhân dân tệ tại thành phố Hán Trung. Đài quan sát khí tượng tỉnh tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm thứ Ba. Từ 9 giờ sáng ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay sẽ có lượng mưa hơn 50mm ở phía đông Hán Trung, An Khang và các khu vực phía nam Thượng La. Bao gồm một phần phía nam Hán Trung và phía nam An Khang sẽ có lượng mưa trên 100mm và cục bộ sẽ có lượng mưa trên 150mm. Tính đến 2 giờ sáng ngày hôm qua, sau khi hàng trăm nhân viên cứu hộ làm việc liên tục, công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn sạt lở đất ở huyện Lạc Dương đã cơ bản hoàn thành. Tổng cộng 22 người đã được tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường, trong đó 18 người tử vong và 4 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện 4 người bị thương đã trong tình trạng ổn định. Theo các nhân viên có liên quan, công tác tìm kiếm cứu nạn tại chỗ về cơ bản đã kết thúc vào sáng sớm ngày hôm qua. Vụ lở đất là một thảm họa địa chất do nguyên nhân tự nhiên gây ra. Tỉnh lộ 309 bị ách tắc tuy đã được thông tuyến nhưng do mưa lớn kéo dài, khu vực này vẫn có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường bị đóng. Hơn 2.000 phương tiện bị mắc kẹt hai bên bờ sạt lở. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, thành phố Hán Trung đã cử một số chuyên gia từ Bệnh viện Trung tâm đến Lạc Dương dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Trương Cát Tường, đồng thời tiến hành kiểm tra và điều trị toàn diện cho những người bị thương tới Bệnh viện Đường sắt huyện Lạc Dương. Hiện một người bị thương nặng, 3 người khác bị thương nhẹ, 4 người đã ổn định và vẫn đang được điều trị. Kể từ ngày thứ Tư, các khu vực Mễ Thương Sơn và Đan Bá Sơn phía nam sông Hán và lưu vực sông Gia Lăng đã có những cơn mưa xối xả bất ngờ và mưa lớn đã xảy ra ở một số khu vực. Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở các khu vực địa phương như Lạc Dương ở Hán Trung và Lạng Sơn ở An Khang. Mưa lớn đã gây ra vụ lở núi ở Lạc Dương, khiến 18 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Sau trận lũ lụt và lở đất, trụ sở khẩn cấp địa phương đã được thành lập khẩn cấp và 5 đội bao gồm cứu hộ tại chỗ và cứu hộ y tế đã được đưa vào công tác cứu hộ. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính của quận Lạc Dương đã dẫn nhân viên từ các bộ phận liên quan như đất đai, thủy lợi, an ninh công cộng, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh đến hiện trường, đồng thời triển khai máy móc lớn và hàng trăm nhân viên khẩn cấp cố gắng hết sức để giải cứu.
hiện tại địa phương đang nỗ lực tổ chức triển khai các công việc như tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả do lũ lụt và lở đất gây ra cho các nạn nhân. Các sở ban ngành liên quan của tỉnh đã thông báo vào ngày thứ Năm rằng lưu vực sông Hàn và sông Gia Lăng đã bước vào giai đoạn kiểm soát lũ lụt khẩn cấp, yêu cầu tất cả các địa phương làm tốt công tác phòng chống mưa bão, lũ lụt và thực hiện các nhiệm vụ của mình tốt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.